Đây là cái đồng hồ của bác Kim ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc này. Cái đồng hồ này để 18 năm nay rồi. Bây giờ em sẽ xử lý đến cái phần núm bơm của bác ấy. Cái núm bơm, chắc bác không biết bác nói là cái núm. Cái núm bơm này các bác nhìn thấy là núm mạ này, nên là nó rỉ này, nó rỉ thậm chí là nó còn oxy hóa, nó ăn mòn hỏng hết rồi này. Đấy, bây giờ em sẽ phải phá cái núm này ra để xử lý cho bác ấy. Đấy, các bác thấy thay cái đồ mà vớ vẩn đó nên là nó rất khó. Đấy, nên là bây giờ em sẽ xử lý phá cái phải phá nó ra, tại vì này nó trong, nó hỏng hết rồi. Đó. Đó, nó bỏ đi đấy. Đó. Rồi em sẽ để ở đây. Đấy, em sẽ xử lý bay ra, đánh bay ra đấy. Đấy, nên là các bác thay cái núm bơm này, các bác nên thay cái núm xịn mà các em nhé, núm inox ấy, thì nó đỡ khổ cho thợ và sau này nữa nó đỡ mất giá trị cái đồng hồ của mình. Đấy, có thể là các bác không biết nhưng người thợ người ta sẽ thay cái núm mạ vào không biết được một lần đâu. Đấy, nó đây này. Em phải cố gắng làm sao mà em xử lý cho bác một cái tốt nhất. Em phải đẩy nó ra đấy. Đấy, các bác thấy nó rỉ này, thấy không? Rỉ rất bẩn. Đấy, em gắn gắn cho bác cái mặt kính rồi. Bây giờ mới xử lý đến cái núm bơm này. Đó. Xử lý đến cái núm bơm này. Khá là khó các bác ạ. Tại vì nó lâu ngày nó rỉ hết rồi. Đấy. 18 năm rồi các bác. Có phải ít này đâu, đúng không? Đó. Kinh khủng chưa? Đấy, các bác thấy kinh khủng không? Này, em zoom lại cho bác nhìn nhé. Đó. Quá khủng khiếp đúng không? Đấy, mà nó rỉ hết xung quanh rồi. Bây giờ em phải lấy cái kim em xử lý cho bác ấy, hoặc cái đầu kia mũi nhọn để xử lý hết cái rỉ đất rồi là oxy hóa bên trong ấy ra để cho bác ấy. Này thì bác không biết đâu mà lần đúng không? Mà bảo em cả, em thấy thế nào thì em làm, em bảo như thế đó, em làm cho thôi chứ không không có cái gì cả các bác ạ. Đó, nó gì chết cứng luôn. Núm bơm này. Mặc dù vỏ là vỏ xịn đấy. Em còn đang băn khoăn không nên, không biết có nên đánh bóng cho bác không. Đó. Quá khủng khiếp này các bác thấy không? Quá khủng khiếp đúng không? Em sẽ bỏ cái này đi nhá. Để làm cho nó ngon lành các bác ấy. Đây thì cần phải lau sạch sẽ. Rồi các bác nhìn này, bẩn lắm. Đấy, và tiếp tục xử lý tiếp chỗ này. Chỗ này xử lý tỉ mỉ. Không 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 thể vội vàng được. Và em sẽ dùng cái ngoài sau khi em tháo ra rồi em sẽ tháo luôn cả cái núm bên này các bác nhé. Tại sao em tháo phải tháo núm bên này cơ? Thường các bác bên trong nó rỉ ác lắm ấy. Nếu mà các bác cứ để như này mà các bác vặn ấy thì là nó sẽ thành cái bẩn, nó rơi vào máy ấy. Đây em sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Em nói và minh chứng luôn. Đây cái đồng hồ của bác em lau dầu này các bác này. Cái váng nó dính vào đây này, cái váng váng dầu đấy các bác này. Đó, nó dính vào thành này. Đấy, có người bảo em lau dầu bằng cồn này, cái dầu nó không ra được. Đây dầu đây ạ. Đấy, xin chứng minh minh chứng luôn cho dầu nó dính vào thành này. Đấy, và nó còn váng 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 các bác thấy không? Đấy. Có bác bảo em lau dầu bằng cồn là cái dầu nó không ra được. Đấy, em minh chứng luôn. Đấy. Đây các bác nhìn bẩn này, thấy không? Rất bẩn nhá. Đây và đây nữa các bác. Nó rỉ này, nó rỉ này mà mình cứ quay ấy, nó sẽ rơi vào máy, nó bẩn thôi. Đó, đó. Thế này mình sẽ phải đánh rửa sạch sẽ như thế này. Em lấy một phần giấy sạch em lau cho bác xem nhé. Đó, nó bẩn kinh khủng chưa. Đó. Quá bẩn đúng không? Núm nữa này. Đây này, cái vảy bẩn bẩn này. Cái vảy bẩn bẩn này, xong này nó rơi vào máy đấy các bác. Đó, mà nó thay gây ra hiện tượng chết máy thôi mà. Có cái gì đâu. Đấy, mình càng làm cẩn thận cho khách bao nhiêu, cái này cái nào cẩn thận thì cẩn thận. Đấy, nhiều bác nói chung là mỗi người một cách, mình cảm thấy thế nào là tốt cho khách mình làm thế thôi. Đấy này. Rất bẩn đúng không? Rồi em zoom xa ra một tí. Bác nào cần liên hệ với em với số Zalo này nhé. Zalo của em có bác thì là đó, sau đó là em sẽ lấy cái con dao lam cạo đi.
cạo hết sạch sẽ đất cát để cho khách. Cái chu trình này khá là dài, khá là lâu, mất thời gian đúng không? Đó, cả cái núm trên, núm dưới, cả hai núm luôn các bác. Đó, khá là bẩn đấy ạ. Thế nên là bây giờ các bác cứ bảo em làm nhanh làm sao là làm được đúng không? Làm nhanh thì làm ẩu thôi, đúng không ạ? Rõ ràng là như thế. Đó, đây này, nó bẩn như thế này cơ mà các bác. Làm nhanh thì sẽ thành làm ẩu thế thôi, nó điều tất nhiên dĩ ngẫu rồi. Thế này em không thể làm nhanh được. Đó. Rồi em sẽ tháo luôn kể cả cái bên này của bác ấy ra để sau này sẽ thay dây cho bác. À, thay cho bác cái dây khác. Cái dây này thực ra là dây đồng hồ điện tử chứ không phải đồng hồ cơ. À, mà lại không phải đồng hồ Orient luôn mà là đồng hồ máy Citizen. Đó. Đấy. Em thay nhiều em biết. Đó, này nó đất cát rất bẩn. Này, và đặc biệt là các bác chú ý cho em cái răng răng này này. Cái gen bên trong, gen trong răng này nó rất bẩn này này. Đấy, và nó trở thành cái làm hỏng cái răng răng đáy ấy. Khi mình vặn ra vặn vào. Nhiều thợ không để ý cái này đâu. Nhưng thực ra là cực kỳ quan trọng đấy. Đấy. Các bác có thấy bẩn không? Đó. Đấy, cực bẩn đúng không? Đó. Rồi bây giờ em sẽ xử lý tiếp. Em bây giờ em mới xử lý khô thôi nhá. Đó, chứ chưa xử lý ướt. Rồi, tiếp tục nữa là em sẽ dùng đến cái thiết bị này của em. Chống reset đây, RP7. Rồi, em xịt vào đây. Đúng không? Xịt vào đây. Để chống reset. Đặc biệt cái ống bơm này. Tí nữa em sẽ thay cho bác ấy, thì em phải xịt vào. Đó. Đấy nhá. Nó tự sẽ tẩy reset để mình vệ sinh cho nó sạch sẽ cái vỏ này. Đó. Đó. Rồi, đúng không? Cái này phải để trong vòng 15 phút thì mình mới làm được.